Hello mọi người nhá, thì mình với cả anh Hoàng Dũng với cả anh Công thì hôm qua cũng đã đánh cái thằng gì nhỉ, thằng to to cao nhất cái đội của bọn nó rồi. Thì hôm nay mình gọi cho thằng Nguyên, cái thằng mà nhỏ tuổi nhất, thì mình hẹn nó ra để mình với nó solo vào một. Cái chuyện này mình cũng không nói về anh Dũng với cả anh Vịnh, tại vì anh Vịnh anh ấy đang bị trẹo tay rồi. Thì hôm nay anh Vịnh anh về nhìn thấy anh bó tay, thế cả đêm qua mình với cả anh Dũng nhắn tin hỏi thì hôm nay mới về. Thì hôm nay anh về anh băng bó tay, thì mình với anh Dũng rất là thương, nhìn anh rất là khổ, nhìn tay cứ tõng nào tõng thẹo như này, không thể co được vào này, giống như là nó bị trẹo cái tay này rồi đấy. Thì hôm nay mình sẽ gọi để mình đánh thẳng vào mặt nó, để hôm nay mình solo 1-1 với nó xem nó như thế nào. Nó chỉ đi đường đông thôi, còn tầm nó đi một mình ấy, thì nó sẽ không có tuổi luôn, kể cả đất của nó hay như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ gọi cho thằng Nguyên để xem nó như thế nào, để mình sẽ bây giờ mình sẽ đi gặp nó luôn. Mọi người đợi nha. Alo, mày phải Nguyên không? Thế thì hôm qua mày tao mới cả đội của tao đánh anh của mày rồi đấy, thì mày hỏi thăm nhờ, hỏi thăm xem anh mày chết hay là sống nhờ. Anh mày có bị đi viện hay gì không đấy? Chưa chết được à? Thế là có bị tật gì không nhỉ? Thế bây giờ thì tao với mày có thể gặp nhau được không nhỉ? Va nhau cái nhỉ? Kể cả đất nhà mày luôn đấy. À, giang hồ mạng khôi bận à? Hả? À, giang hồ khôi bận à? 2006 làm ăn được cái gì mà bận? Công việc đéo gì? Tao nói này, mày với cả anh em nhà mày ấy, đánh anh Vịnh tao cũng trẹo tay rồi kìa. Còn nhá, anh của mày ấy bị đánh thì vẫn nhẹ đấy. Tao với cả anh Dũng đánh chưa chết là may đấy nhá. Thế tóm lại là bao giờ gặp, bây giờ gặp hay là mai? Mai để mày gọi thêm đàn đi theo à? Hay gì ấy? 1-1 hay là như nào nhỉ? Bản định nhá nhỉ? Đất nhà mày bố mày chả vướng gì đâu. Anh mày thế vẫn nhẹ, tao với anh Dũng đánh chưa chết là may ấy. Nguyên ạ. Ok nhá, mai là mấy giờ nhỉ? Để con gặp cái nhỉ? Mấy giờ được rồi? Thế tầm chiều mai nhá. Mày thích chỗ nào nhỉ? Ờ thế tí nữa tối tao nhắn tin địa điểm nhá. Ok, đi mẹ mày. Đấy mọi người ạ. Giang hồ mạng hoay bận. Thì tôi bây giờ mình cũng chỉ quay video đến thế để mình hẹn nó, nhưng mà hôm nay nó bận, thế là hôm nay mình không đi được thì thôi. Thì tóm lại là mai mình sẽ đi gặp nó và quay video cho mọi người xem là xem nó bản lĩnh hay là không nhá. Thì hôm nay mình cũng nói qua là thì thật sự là hôm nay anh Dũng đã gọi anh Vịnh với cả mình lên, thì anh Dũng cũng đã bảo là mình với cả anh Vịnh lên đây ở để kiểu như là hết cái đợt xô xát cái cãi nhau này đi, với cả kiểu như là va chạm đến mấy thằng ở đây đấy, thì lên đây ở để cho đỡ kiểu như mình trọ cùng xóm nó ấy, để cho đỡ gặp nhau kiểu như là nó lại đánh mình với cả anh Vịnh. Thì hôm nay
anh Vịnh cũng đã bảo cùng mình đã quyết định là lên đây ở để hết qua cái đợt này thì anh em mình như thế nào thì anh em mình chắc là đi chỗ khác ở chứ không ở đây mãi. Thì mọi người, nhiều người bình luận là Vịnh Virus với cả Lợi Lắc là kiểu như là Lợi Lắc với cả Vịnh Virus lật mặt Hoàng Em với cả các kiểu. Nhưng mà thật ra là cuộc sống của ai thì người đấy hưởng, còn cuộc sống của mình nó có như thế này như thế kia thì mình sẽ phải sống với cuộc đời của mình chứ không như cuộc sống của người khác. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Mình với anh Vịnh khác với cả ví dụ như là cái thằng kia nó có cuộc sống nó sướng hơn, chứ cuộc sống của anh em mình như thế là cũng gọi là không gọi là quá khổ nhưng mà cũng đủ khổ, nên là anh em mình phải chấp nhận để cuộc sống này của anh em mình nó sẽ dễ dàng hơn. Còn hôm nay mình quay video này mình chỉ nói thế thôi, mình định hẹn nó ra nhưng mà hôm nay là nó bận, thì hôm mai mình sẽ quay video tiếp cho anh em xem nhá. Bye em.